xin chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng mình được dịp đi Las Vegas chơi, tụi mình có ghé qua chỗ này để bà xã mình giới thiệu cho cả nhà cùng xem nha. Chào cả nhà, bữa nay mình đi mini vacation ha, ở Las Vegas. Mình ghé gọi là Seven Wonders Mountain. Seven Rock Mountain. Này nó để một thời gian thôi xong rồi nó dẹp đi chứ không phải nó để luôn. Giờ ai có dịp đi ngang qua đây ghé đi chứ 1-2 năm nó nhiều khi nó dẹp luôn. Muốn biết thêm chi tiết thì vào website của tụi này có chi tiết, thấy cũng đông quá trời. Đó này để có bao nhiêu cục. Bao nhiêu cục tạo thành như cái này là 5 mà 10, cái kia có 4 à, cái 3, cái 6. Có tên ở đây không? No. Hey, your name here. À, ok vậy thôi. Thấy mấy con mấy cục đá rồi. Này chắc con nít dễ quá. Rồi.